Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định mua thêm vaccine ngừa virus corona chủng mới với mục tiêu sẽ tiêm chủng cho toàn dân trước cuối mùa hè này. Trước đó, Tổng thống Biden đã công bố mục tiêu tiêm chủng 100 triệu liều vaccine trong 100 ngày đầu nắm quyền. Mỹ đã cấp phép cho hai loại vaccine, một loại là của công ty Pfizer hợp tác với BioNTech bào chế, loại thứ hai là của công ty Moderna. Tuy nhiên, việc thiếu nguồn cung đang khiến công tác tiêm chủng chậm lại ở một số khu vực của Mỹ. Phát biểu tại Nhà Trắng vào thứ Ba, ông Biden công bố kế hoạch tăng lượng vaccine cấp cho các chính quyền địa phương. Chính quyền ông Biden sẽ mua 100 triệu liều vaccine mỗi loại. Cả hai vaccine này đều phải tiêm hai mũi mới có đầy đủ tác dụng. Ông Biden cho biết theo quyết định trên, tổng lượng vaccine chính phủ đặt mua sẽ tăng từ 400 triệu liều lên 600 triệu liều. Ông nói con số này sẽ đủ để tiêm chủng cho 300 triệu người Mỹ trước cuối mùa hè này. Tổng thống cũng thừa nhận rằng sẽ mất vài tháng để đa số người Mỹ được tiêm tiêm vaccine và trong lúc này, khẩu trang vẫn là công cụ bảo vệ tốt nhất. Ông cũng nói rằng tất cả những ai tới Mỹ đều cần xét nghiệm virus trước khi khởi hành và tự cách ly sau khi đến nơi. Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết nhé.